Dạ, xin kính chào quý anh chị. Bắt đầu từ năm mới, em có một chương trình đó chính là đi kiểm tra đất hiện trạng cho khách với những anh chị nào ở xa ấy, ví dụ là anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh, anh chị ở Bình Dương, anh chị ở xa mà mua đất ở Đồng Nai mình, nhất là những khu vực quanh em ở thị trấn Trảng Bom, quanh quanh khu vực Trảng Bom có thể xa hơn mà một thời gian dài rồi anh chị chưa ghé để thăm đất của mình, thì em xin phép sẽ đi kiểm tra dùng anh chị miễn phí. Đó, thì năm vừa rồi như lời hứa đó, em hiện tại bây giờ em đã nhận được một đơn hàng anh ở xa và hiện tại bây giờ anh đang gửi cho một miếng đất. Đây, em mở lên cho chị coi. Đây, quý anh thì thấy rõ. Đây nha, em che đi nha, mặt em đi để lấy nét. Đó. Hiện trạng lô đất này á, là 1 hết 3 hết 1. Đó, hiện trạng lô đất là 3 hết 1. Đất hoàn toàn quy hoạch các xe hết. Cũng anh nhờ em là đi xuống kiểm tra hiện trạng đất. Đi xuống kiểm tra hiện trạng lô đất này như thế nào, và anh ấy nhờ em là quay phim cho anh để cho anh biết. Thì trước tiên ấy, em sẽ xuống kiểm tra hiện trạng cho anh đấy, và em cũng thông tin đến anh chị nào có nhu cầu muốn kiểm tra bất động sản từ xa, hiện trạng từ xa mà lâu lắm rồi anh chưa chị chưa ghé thăm đất của mình, thì anh chị hãy alo qua em, nhắn tin qua số tôi là em là 0772088263, em sẽ đến kiểm tra trực tiếp cho anh chị. Đó, thì bây giờ về lô đất này thì làm sao? Thì trước tiên em đã nhận được thông tin lô đất này thì em kiểm tra sơ bộ trước ở trên bản đồ vệ tinh, và nơi hiện trạng em đang ở thì em thấy vị trí đất này là sau khu công nghiệp Sông Mây, ở đằng sau khu công nghiệp Sông Mây mình, cách khu công nghiệp Sông Mây tầm khoảng 500 m thôi là mình ra tới khu Sông Mây. Cái hiện trạng đất này là đất SKC nha chị nha, SKC là đất sản xuất phi nông nghiệp dựng xưởng, còn đất khu công nghiệp là SKK. Đó, thì hiện trạng quy hoạch là SKC nhưng mà trên đất anh gửi cho em là đất trồng cây và một phần đất lúa. Hiện trạng quy hoạch đất SKC, anh chị nào muốn mua miếng đất này lên xưởng thì anh chị hãy lên đóng SKC và mình làm xưởng nha chị nhé, theo đúng quy hoạch. Rồi, cái lợi thế của đất này như thế nào? Trước tiên thì sơ bộ em sẽ cho anh chị coi tổng quát về tuyến đường đi từ điểm xuất phát là em sẽ tính từ ngã ba Trị An. À, anh chị nào ở xa thì có thể hình dung được ngã ba Trị An là cầu nối giữa huyện Trảng Bom, thị trấn Trảng Bom và Biên Hòa đến thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị từ thành phố Hồ Chí Minh anh chị đi về hướng Dầu Giây và sân bay Long Thành thì anh chị sẽ đi qua ngã ba Trị An nằm ở giữa đó, và ngã ba Trị An là nơi sầm uất nhất hiện tại bây giờ, giáp thành phố Biên Hòa. Đó, thì em sẽ quay cho anh chị con đường tỉnh lộ 767 nối liền ngã ba Trị An đến với khu Sông Mây. Và hiện trạng em sẽ quay cho anh chị là nhà cửa và kinh doanh như thế nào. Dạ, bây giờ em sẽ mời anh chị vô xem miếng đất của mình nhé. Đây chính là con đường tỉnh lộ 767, một con đường kinh doanh sầm uất nhất khu vực. Thì em thông tin đến mọi người, con đường này nó thuế thổ cư ở vị trí mặt tiền 767 này nó là dao động khoảng 18 triệu một mét vuông. Thuế thổ cư nha anh chị nha. Lên thổ cư ở mặt tiền này là 18 triệu một mét vuông. Và hiện tại bất động sản ở trên đây nó sẽ dao động tầm khoảng 2 tỷ đến 2 tỷ rưỡi một mét ngang. Giá trị thật và giao dịch thật sự. Rồi, chúng ta đi vào đất thôi. Dạ đây anh chị, đây chính là quy hoạch của đất. Thì anh chị thấy không, con đường này nó rộng tới 10 mét. Con đường này rộng tới 10 mét nha anh chị nha. 8 đến 10 mét. Đất của anh là bắt đầu từ cây tràm lớn. Hiện tại bây giờ cây này em thấy cũng được 3 năm tuổi rồi đấy. Có thể sắp thu hoạch được rồi. Rồi ok, đây chính là mặt tiền chính của mình, 184 mét mặt tiền chính. Với điện 3 pha có sẵn này anh. Điện 3 pha có sẵn rồi. Và đây chính là đất của mình bên bên tay trái này. Đó, hoàn toàn rừng 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 tràm này là của mình hết này. Quay cho anh coi. Miếng đất này thì hơn 2 năm anh chưa quay lại. Cho nên anh có nhờ bên em quay lại giúp. Và mặt tiền bên tay trái, mặt tiền thứ hai này nó bề sâu của nó 127 mét. Đó, nó ôm hết cái mặt tiền thứ hai luôn này. Rồi, chúng ta sẽ đi thêm một chút xíu nữa là hết đất. Nó là 127 mét chiều sâu. Thì phía trước chúng ta có một số cái xưởng, anh chị thấy không? Nếu mà chúng ta đi thẳng đường này, chúng ta sẽ tới khu công nghiệp Sông Mây, một trong những khu công nghiệp lớn, khá lớn mạnh trong thời điểm bây giờ ở Đồng Nai mình. Vừa rồi bên em vừa mới đi xem xong một miếng đất quy hoạch SKC 23H1. Thì ngay sau khu vực Sông Mây thì bây giờ em sẽ đánh giá sơ bộ về cái miếng đất này. Thì đánh giá về lô đất này á, thì anh em đưa xuống thực trạng coi á, thì đợt thực trạng đất bằng phẳng
đúng không? Hiện tại đang trồng tràm cũng khoảng 2-3 năm rồi. Đó, đường thì đường to, hai xe hơi né nhau, nói chung đoạn này xe mấy cái xe mà chở đá ở Mỏ Đá thì nó đi qua lại rất nhiều, đấy là xe lớn. Còn đường điện thì đường điện 3 phai đi ngang qua đất rồi. Đường điện này đường điện của nhà nước nhá, không có ai kéo gì hết. Thì rất thuận lợi cho quý anh chị nào mở xưởng. Đó, còn về giá cả thì nói chung giá cả thì thời điểm hiện tại là hợp lý so với thời điểm trước. Nếu mà anh mà xuống xem, đây là anh em nhận định đánh giá rồi đó, thì nếu mà anh có ra quyết định thì dựa trên cái đánh giá này thì anh cứ, đây là một cái ý kiến trung thực. Thì nếu mà so với thời điểm trước ấy, cái vị trí này với hai mặt tiền và như vậy thì theo chung là nó sẽ khoảng bao nhiêu một sào? Nếu mà thời điểm trước ấy, thời điểm trước nó phải tương đối nó 3 tỷ cơ. 3 tỷ theo Thảo là mặt tiền đấy, theo Thảo là có thể hơn á, tại vì đất SKC ở khu vực đất SKC mà nhà xưởng ấy, mà nhà nhỏ ấy ở khu vực mình cũng đã khoảng 3 tỷ rồi, mà trong khi đây một miếng đất lớn và cái diện tích vị trí của nó quá đẹp để di chuyển nữa, thì nếu thời điểm trước có thể lên tới 3 tỷ 1, 3 tỷ 2 đó. Nói chung là cách khu công nghiệp Xuân Mây đâu đó 500 mét, đúng rồi, xe hơi đi xe tải lớn được đó. Mà cái hay ở đây là nó là 3 hết này thì nói chung nó đất nó liền đất ấy, thì người ta có làm một quy mô nhà xưởng rất là tuyệt vời. Chứ đúng nhiều rồi. Cái 1-2 hết rồi sẽ sát nhau hoặc mấy 5-7 sào á thì người ta nó không liền đất, còn đây vừa liền đất vừa hai mặt tiền. Dạ, đây chính là khu nghiệp Sông Mây mình đây nè anh nè. Đó, bắt đầu từ đất của mình chúng ta vừa mới ra tới khu nghiệp Sông và chỉ tầm khoảng 1 phút thôi là chúng ta sẽ tới đường Tiệt Lộc 767 luôn. Đây chính là một số công ty hiện tại hoạt động rất mạnh. Khu nghiệp Sông Mây mình ấy, hiện tại trong tất cả những mùa dịch vừa rồi có rất nhiều công ty không thể hoạt động được, nhưng khu nghiệp Sông Mây này vẫn hoạt động một cách bình thường, và thậm chí là lương vẫn lương tháng 13 cho công nhân vẫn đủ và thậm chí còn có cao hơn. Và tiêu biểu nhất là tập đoàn Đông Phương chuyên về sản xuất giày cho Nike. Lương trung bình của công nhân ở đây, trung bình ấy, mới vào ấy, nếu mà làm cho bên tập đoàn Đông Phương ấy, thì mức lương trung bình thấp nhất là khoảng 8 triệu. Sau khi mà tăng ca rồi tiền thưởng hàng tháng rồi rồi nhiều phúc lợi nữa thì có thể lên tới 10 triệu một tháng là công nhân mà mới vào làm được một thời gian ngắn. Sau khi một thời gian dài thì thu nhập ổn định sẽ loanh quanh khoảng 12 triệu đến 13 triệu. Còn tổ trưởng có thể cao hơn tầm 15 triệu. Còn những giám đốc lớn hơn FMA hoặc là bên hiệp lý thì lên tới 2-3 chục triệu, 4-5 chục triệu một tháng ở khu vực này. Rồi thì đấy chính là thông tin để cho anh sơ bộ hình dung được khu công nghiệp Sông Mây này với cả đất của anh nó có giá trị như thế nào. Thì hôm nào anh xuống đây thì hãy alo cho bên em nhé, hẹn anh ở một clip tiếp theo và hẹn anh xuống đây để chúng ta gặp nhau. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều.